Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Lúc trước tên của ta gọi là Mục Lam Phi, là đệ tử đời thứ 1653 của đại diễn Phúc Địa. Mục Lam Phi đến. Từ nhỏ thiên tư xuất chúng, được tông môn tận tâm bồi dưỡng. Vốn tưởng rằng đợi ta tu luyện đắc đạo rồi, chính là lúc đại triển hồng đồ. Rồi thì tông môn lại xảy ra biến cố chính ngay ngày đó. Không, ta phải giết chết các người. Không. Thời gian trôi đi, 3 vạn năm đã qua đi, 3 vạn năm làm mặc đồ, ta cảm thấy rất là nhàm chán. Cho đến khi nhân tộc đại quân thu phục đại diễn quan. Mặc sao cấp vực chủ cũng bị phân tộc đoạt được, vô cùng, thề rằng phải khiến cho nhân tộc chủ động từ bỏ mặc sao đã đến tay, miễn cho ngày sau tin tức truyền đi bất lợi. Mặc tộc về việc ngăn cản nhân tộc chiếm cứ mặc sao tiến hành thuận lợi, cho đến khi có một nhân tộc kỳ quái giết vào trong. Người đó có ôn thần niên hộ thể, các vực chủ cũng không làm gì được hắn, giằng co với hắn đến nay đã 3 năm rồi. Đợi chờ 3 năm, ta cuối cùng cũng không thể nào kiên trì nổi nữa. Những năm nay chúng ta rốt cuộc đã làm gì vậy? Đúng vậy, vì sao lại cảm thấy cam nguyện trở thành tay chân của mặc tộc? Vì sao lại cam nguyện đối đầu với nhân tộc? Đúng vậy, đời này tội nghiệp khắp người, chỉ có chết đi mới có thể rửa sạch. Tại hạ Mục Lam Phi, đại diễn Phúc Địa, đệ tử đời thứ 1658. Đến đi, có thứ gì đó đang lại gần. Ơi, chết rồi cũng đáng, liệt tổ liệt tông của đại diễn, đệ tử sẽ đến thỉnh tội với các vị đây. Cùng đi, cùng đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hừm. Nghiệt do mặc tộc tạo ra. Ta sẽ kết thúc giúp các người. Giết chết hắn. Ơi, ở nơi này ôn thần niên chính là phòng ngự tuyệt đối của ta. Chết tiệt, lại có vực chủ bị tiểu tử này đả thương. Cục thế là hiện nay, vực chủ còn chết nữa thì sẽ thương gân động cốt mất. Nhân tộc thất phẩm này có lẽ có thủ đoạn bổ sung tiêu hao của nhục thần. Nếu không, hắn cũng không lý nào có thể kiên trì được 3 năm. Nếu thật sự như vậy, vậy tiếp tục thế này cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhân tộc nhỏ bé đừng hòng ngông cuồng, ngươi chỉ là bảy phẩm nhỏ bé, kiên trì đến hiện giờ đã là vạn hạnh rồi. Còn có thể kiên trì được bao lâu cơ chứ? Có thể kiên trì được bao lâu? Cứ thử nào biết. Ta còn có cây xà hồn kích cuối cùng, phải liều một phen.